Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học số 14. Taiga teunbien, teun surok, Ở bài này chúng ta có cái tiêu đề bài đó là nếu mà tuổi mà cao lên thì tuổi càng cao thì càng nhớ về quê hương. Và chúng ta xem cái mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta có những nội dung gì. Đầu tiên chúng ta có nội dung là Toshiwa Shikol, Từ vựng về đô thị và nông thôn Muốn bước qua Pyeon In, ngữ pháp và biểu hiện số 1 Hato, động tính từ Tính từ động từ đi với a -sơ", Và tính từ động từ đi với Aderton Paragi il", phần nói số 1 phiên hoa sang Biosagi Đây chúng ta thay đổi Chúng ta miêu tả cái sự thay đổi thì chúng ta học ở phần Maraki. Muốn bước qua phiêu y, ngữ pháp vào biểu hiện số 2. Tính từ đi với a ư Động tính từ đi với ư miên. Động tính từ l ư su là nếu mà làm cái gió thì càng làm thì càng làm sau đó. Phần nói số 2 chúng ta có Toshiwa Shikon Senghwan Pikyo Aki. Senghwan Pikyo PQ đây là so sánh. Chúng ta so sánh cuộc sống của đô thị và nông thôn. Phần nghe, chúng ta có Toshi e so sa yaki haki. Chúng ta nói chuyện về cái việc làm nông ở đô thị. Và phần số 2, chúng ta lại nói chuyện về Chân si huê quan lam so Chúng ta nghe cảm nhận về tham quan cái triển lãm phần đọc và viết. Sốc tam kỳ. Chúng ta đọc về một câu chuyện ngôn. Bi re sang sang sơ Chúng ta tưởng tượng về tương lai và viết một đoạn văn. Salgi chôn kốt solke haki. Chúng ta thiết kế cái nơi sống tốt. Môn hoa san phần văn hóa. Hanguke kỳ đây là cái tiết trời của hàn quốc parum phần phát âm duông hòa, âm mềm hóa và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là phần từ vựng toshiwa sikon đầu tiên phần từ vựng của chúng ta có các từ vựng về liên quan giữa đô thị và nông thôn đầu tiên chúng ta hãy nghe những cái từ này nó là cái gì Yoruka ita đây là an nhàn. Yoruka opta đây là không an nhàn. Pyongwa thanh bình, yên bình. Kungika không khí tốt. Taburata buồn tẻ. Punpiana là không thuận tiện, bất tiện. Yoruka opta đây là không an nhàn. halkichata đầy sức sống, công hega Shimata ô nhiễm nặng, 시간가는줄 모르다 không biết thời gian trôi qua nhanh, pienessi sony chanteita tức là đầy đủ trang thiết bị. Đây là những cái từ vựng mà chúng ta có thể so sánh được vùng nông thôn và vùng thành thị có những những cái à, đặc điểm giống và khác nhau như thế nào. Tiếp theo chúng ta có các từ vựng về nông thôn. Ở đây có chơ nguồn, chơ nguồn đây là vườn, chanti là cỏ dại, chê sô là những cái rau củ quả, nông sa là cái việc làm nông, ca trúc là gia súc, bulgogi là cá. Và chúng ta có thêm nữa để chăm sóc những cái này thì chúng ta có các từ vựng như sau. Các cụ tà, là chăm sóc, các tà shimta là trồng chitta là xây dựng kyuta là nuôi lớn chập tà là bắt cầm thì đối với uh, ở đây chúng ta có thể là sử dụng những cái uh, từ vựng này để chúng ta làm thành những câu tiếp theo chúng ta có nói về cái sự thay đổi của đô thị trước và nay đầu tiên chúng ta có Sarachita đây là biến mất, Singida xuất hiện, Pienara, sự thay đổi sự biến hóa, Mola đây là không nhận ra, Sang là sang đây là tưởng tượng được, Sang, sang y án là đây là không tưởng tượng được và chúng ta sang phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 1. Hato, tính từ động từ A-ơ-sơ. Cái này có nghĩa là vì tính từ động từ quá nên. Và chúng ta sẽ xem kỹ phần giải thích của ngữ pháp này. Đây là phần ngữ pháp 1.1, một một. Hato tính từ động từ A-ơ-sơ. Ý nghĩa vì quá tính từ động từ nên sử dụng để nhấn mạnh và biểu hiện lý do về kết quả nào đó. Kết hợp với tính từ và động từ, hato luôn luôn sử dụng cùng với a ư, sơ Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm ví dụ ở trong phần này để rõ hơn về ngữ pháp hato, động tính từ, a ư, sơ Đầu tiên chúng ta sẽ nghe phần ví dụ này. 여기가 청계천이에요. 여기가 청계천이라고요? 하도 많이 변해서 몰랐어요. 아, 这是清계천이요. 아, 这是清계천. 这是,您说계您说这요您说这是계천对吗? 하도 많이 변해서 몰이요 아, 많이 변해어요 몰랐어요. 난또 không nhận자. 난또 không biết. 여기가 청계천이에요 여기가 청계천이라고요 하도 많이 변해서 몰랐어요. 피나타, 그 하도 아우서피소 하도 피나서. Ở đây chúng ta có ai ga hato 귀여워서 vì là à, em bé quá là dễ thương. 눌 tensu 텐츠가 opneo Tức là không thể rời mắt được vì bé quá dễ thương. Chúng ta có quy ta thì là hato 귀여워서

À, vì là người kia đọc sách quá nhiều kê of soil Không có gì là không biết Và chúng ta sang phần Ngữ pháp tiếp theo Ngữ pháp số 2 Ngữ pháp số 2 này chúng ta có Tính từ động từ Adverten Và chúng ta sẽ xem phần giải thích ngữ pháp Trong phần này Ngữ pháp 1.2 tính từ động từ atton ý nghĩa đã thường thực hiện cái hành động hoặc tính chất tính từ hoặc động từ này sử dụng khi hồi tưởng một tình huống trong quá khứ đã được hình thành trước đó kết hợp với động từ và tính từ sử dụng khi đưa ra sự việc đoạn tuyệt kết thúc với hiện tại của một sự thật nào đó trong quá khứ, thể hiện sự việc đã kết thúc rồi hoặc đã qua rồi. N sử dụng khi thể hiện sự thật trong quá khứ đơn giản. Ngược lại, ad ưn có sự cảm nhận hồi tưởng về lúc đã xảy ra sự việc nào đó trong quá khứ. Với tính từ nếu kết hợp với ad ưn thì sẽ thể hiện được ý nghĩa của quá khứ. So sánh at tơn và tơn ở bài 10 cấp 3. at tơn sử dụng khi hồi tưởng sự việc nào đó trải qua một hai lần trong quá khứ, còn tơn sử dụng khi thể hiện việc đã làm một cách liên tục trong quá khứ và chủ yếu được sử dụng phù hợp với trợ từ thể hiện thời gian như cha-chu hăng xăng. Other và turn khác nhau là other chỉ là trải nghiệm một hai lần và đưa ra cái ý kiến. Còn turn là hành động đó đã làm thường xuyên trong quá khứ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp.

À, tuy là ở gần đây nhưng mà bản ni hato tức là biến đổi quá nhiều otiga vì là biến đổi quá nhiều nên bộ không biết là nó ở đâu chúng ta nghe lại một lần nữa 옛날에 엄마하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요. 이 근처였는데 하도 변해서 어디가 어디인지 모르겠어. 만나 만났던 đây 이 à cái sử 어렸을 때 친했던 친구와 다시 연락하게 되어요또다 i đ 락 liên l ạ đã thân thiết hồi còn nhỏ. thành Chinatown. Hàn Quốc phi hành Tôi đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với những cái người mà đã gặp ở trên máy bay khi đến Hàn Quốc. Nanshika 아침에 tôi đã cởi cái áo len mà đã mặc vào buổi sáng vì là thời tiết nóng sau khi tôi nhìn vào bức ảnh mà đã chụp buổi du lịch lễ tốt nghiệp thì tôi thấy có nhiều cái suy nghĩ ngày xưa hiện ra. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Maraki Il, phần nói số 1. Đầu tiên, đây chúng ta sẽ nghe phần này. 아버지 여기가 전에 말씀드렸던 청계천이에요. 여기가 청계천이라고? 하도 많이 변해서 어디가 어딘지 모르겠다. 그렇게 많이 달라졌어요? 예전에 여긴 자동차가 다니던 도로였어. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 응, 음, 그땐 이 주변이 다 서점이었는데. 가게들이 사라져서 못 찾겠다. 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? 그게 좋겠다. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. 아버지.

근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 영마, 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 예전, 루 bố mẹ gặp lần đầu tiên cũng ở cái nơi gần đây, phải không ạ? Ừ, Ừ. Gặp nhau lần đầu tiên cũng ở c i n ơ gần đây, phải k h n g ạ? Ừ, Ừ. h a u lần đ u tiên cũng ở c n i g ầ đây, phải h ô n g n tiên h ả i a u l ầ u tiên h i không h u l t á y phải k h n g ạ? a u tiên c n g ở c i nơi h i g h t i ê y h k ô a i ê n cũng ở cái nơi gần đây, phải k h ô g ạ? Ừ, Ừ. nhưng mà bây giờ các cửa hàng đều biến mất hết rồi cho nên là bố cũng không tìm được. 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? Để con thử vào đi vào kia thử hỏi xem. 그게 좋겠다. Oh, cái đó được đấy. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. Cứ mỗi lần bố đến Seoul thì lại trở nên seoul nữa nó đã cứ mỗi lần đến seoul thì thực sự bố thấy là seoul biến đổi không thể nhận được ra và chúng ta sẽ nghe lại phần bài học này một lần nữa <laughs> 여기가 전에 말씀드렸던 청계천이에요. 여기가 청계천이라고? 하도 많이 변해서 어디가 어딘지 모르겠다. 그렇게 많이 달라졌어요? 예전에 여긴 자동차가 다니던 도로였어. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 흠. 그땐 이 주변이 다 서점이었는데 가게들이 사라져서 못 찾겠다. 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? 그게 좋겠다. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. 아, 이 아버지, 여기가 전에 말씀드렸던 청계천이에요. 여기가 청계천이라고? 하도 많이 변해서 어디가 어딘지 모르겠다. 그렇게 많이 달라졌어요? 예전에 여긴 자동차가 다니던 도로였어. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 음. 그땐 이 주변이 다 서점이었는데 가게들이 사라져서 못 찾겠다. 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? 그게 좋겠다. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. 그게 좋겠다. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. 아버지, 여기가 전에 말씀드렸던 청계천이에요. 여기가 청계천이라고? 하도 많이 변해서 어디가 어딘지 모르겠다. 그렇게 많이 달라졌어요? 예전에 여긴 자동차가 다니던 도로였어. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 근데, 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 음, 응. 그땐 이 주변이 다 서점이었는데, 가게들이 사라져서 못 찾겠다. 저기 들어가서 좀 물어보고 올까요? 그게 좋겠다. 서울은 올 때마다 정말 몰라보게 달라지는구나. Và đến đây các bạn học thuộc đoạn hội thoại này, xong sau đó chúng ta lại uh, đóng vai của chúng ta. Ví dụ hai bạn sẽ một người đóng vai là Chun Liang một người đóng vai là Abochi để chúng ta luyện tập về cái hoàn cảnh nói về cái chân gây trơn mà ở phần uh, Maraki chúng ta đã học ở phần Maraki ở đây ạ. Và chúng ta sẽ tập nói giống như cái đoạn hội thoại như thế này. Và chúng ta nghe một lần nữa để chúng ta Trước khi chúng ta chuyển chuyển sang phần uh, hội thoại tiếp theo. Và chúng ta ở phần này chúng ta sẽ tập so sánh không phải chỉ theo cái bài học đó là ở trong cây trơn mà chúng ta có thể so sánh ở quá khứ và hiện tại ở những bất kỳ cái điểm nào ở tại Việt Nam của chúng ta. 아버지 여기가 전에 말씀드렸던 청계천이에요. 여기가 청계천이라고? 하도 많이 변해서 어디가 어딘지 모르겠다. 그렇게 많이 달라졌어요? 예전에 여긴 자동차가 다니던 도로였어. 여기가 도로였다고요? 저는 상상이 잘안 돼요. 근데 어머니하고 처음 만났던 곳이 이 근처라고 하셨지요? 응. 음, 그땐 이 주변이 다 서점이었는데, 가게들이 사라져서 못 찾겠다. 저기 들어가서 좀 và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo đó là ngữ pháp 2 trong phần này chúng ta có ngữ pháp thứ nhất đó là tính từ đi với a ta có nghĩa là nhận thấy trạng thái tâm lý của người khác ý nghĩa của nó vẫn là của tính từ thôi ạ nhưng mà nói về trạng thái tâm lý của người khác và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần giải thích ngữ pháp của ngữ pháp này ngữ pháp 2.1 tính từ đi với a ư ha tà. sử dụng khi nói về trạng thái tâm lý hoặc cảm nhận của người khác kết hợp với tính từ kết hợp với tính từ biểu hiện sự cảm nhận hoặc trạng thái tâm lý, sử dụng chủ yếu khi biểu hiện cảm nhận hoặc trạng thái tâm lý của người khác. Khách quan hóa cảm nhận mang tính chủ quan và chủ ngữ trong trường hợp biểu hiện có thể sử dụng cả khi là ngôi thứ nhất. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm một số ví dụ ở trong phần ngữ pháp này để hiểu rõ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hai người này hội thoại nói chuyện với nhau bạn nữ hỏi bạn nam là bố của bạn có thích cái sinh hoạt ở tại nước ngoài hay không thì bạn nam bạn trả lời là không luôn luôn nhớ về quê hương bố luôn luôn nhớ về quê hương 아버지가 외국 생활을 좋아하세요? 아니요. 항상 고향을 그리워하세요. 그래 그리 그리다 아, 그리 다행이야. 그리워하다. tiếp theo c 조카가 심심해서 함께 놀아 줬어요. khi mà cháu nó buồn chán vì cháu nó buồn chán nên tôi cùng chơi với cháu theo quân xùa bí ở đâu chuyên him vì cái việc học ở học viện nó hơi khó về cái buổi học hơi khó nên chuyên leng sẽ hơi vất vả sẽ vất vả 여자 친구가 추워해서 제 코트를 벗어 줬어요. Vì tôi thấy bạn gái cảm thấy lạnh nên tôi đã cởi áo cởi cái áo khoác cho bạn. 씨가 김치를 담그고 싶어해서 같이 만들었어요. Vì 마리코 muốn làm kim chi nên tôi đã cùng làm với bạn ấy. Và chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp tiếp theo ở đây chúng ta có ngữ pháp 2 trong phần ngữ pháp 2 này. Đó là tính từ, động từ đi với ư miên, tính từ động từ đi với l hoặc là ư đằng sau nó còn vế câu nữa. Đó là nghĩa là nếu làm hành động này mà càng làm thì càng làm sau đó ở đằng sau. chúng ta tìm hiểu thêm về ngữ pháp này. Ngữ pháp 2.2. Tính từ động từ đi với ư miên, tính từ động từ l ơn Cái này có nghĩa nếu càng làm gì đó càng xảy ra cái việc gì đó ở đằng sau sử dụng khi biểu hiện hành động nào đó được lặp đi lặp lại hoặc mức độ nào đó trở nên nghiêm trọng kết hợp với động từ tính từ nếu tình huống hoặc mức độ của mệnh đề trước càng nghiêm trọng thì kết quả hoặc tình huống cũng tỷ lệ và thể hiện được sự hơn hoặc kém theo đó ở phía sau biểu hiện sự thay đổi trạng thái như aeochità hoặc ketueta là nhiều sử dụng cả ở trạng thái lớn stroke. Nếu kết hợp với danh từ sử dụng ở trạng thái n in thì thể hiện ý nghĩa nhấn mạnh danh từ đó. Và chi tiết chúng ta có thể xem bổ sung ở phần cuối sách giáo trình Seoul 3B. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái ví dụ để hiểu thêm về cứ pháp này đầu tiên chúng ta sẽ nghe phần uh, ví dụ này hàn quốc gong bút gạo tê peumian peul srok ship chi an học. katayo người a hỏi bạn học tiếng hàn quốc thì thấy như thế nào thì bạn này bạn trả lời peumian peul srok ship chi an neng katayo nếu mà càng học nếu mà học ấy thì càng học càng cảm thấy là không dễ ở đây chúng, chúng, ta nghe lại 한국어 공부가 어때? 배우면 배울수록 쉽지 않은 것 같아요. Và nếu mà nhìn vào bức hình này, đây như là bố đang hỏi con đúng không ạ? Và chúng ta tìm hiểu cái cấu trúc ngữ pháp được ứng dụng trong câu này đó là peuta, peumien, peumien, peul surok Và tiếp theo chúng ta có papumien. Papun surop to chosimheso Nếu mà bận ấy thì càng bận càng phải lái xe cẩn thận hơn. Ở đây chúng ta paputa thì thành papumien, papun surok Ai 아기가 quy 본수록 귀엽네요. Nếu mà nhìn các em bé thì càng nhìn càng thấy dễ thương. Bồ tà ư thành bồ miền bồn sủ rốc. Biên nâng y cư mơ y cư Tức là nếu mà lúa chín thì càng chín càng, càng cúi đầu. đây x là 9 chín đối với trái cây ạ chín chín không sống ạ yên cư miến yên cư và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sẽ sang phần baraki y phần nói số hai ở đây chúng ta sẽ nghe phần đoạn hội thoại này 여기가 아버지가 늘 그리워하시던 고향집이군요. 그래, 고등학교 때까지 할아버지와 살았던 집이야. 할아버지는 농사를 지으셨어요? 음, 응. 벼농사도 짓고 소도 키우셨지. 이곳은 정말 조용하고 평화롭네요. 시간도 천천히 가는 것 같고요. 시골이 도시보다는 여유가 있지. 하지만 전, 활기찬 도시가 좋아요. 시골 생활은 좀 따분하지 않아요? 글쎄, 어렸을 땐 물고기도 잡고 수영도 하면서 시간 가는 줄 몰랐어. 그래도 편의시설이 별로 없어서 많이 불편할 거예요. 도시 생활이 편하긴 하지만 나이가 들면 들수록 고향이 그리워져. 여기가 아버지가 늘 그리워하시던 고향집이군요. 그래, 고등학교 때까지 할아버지와 살았던 집이야. 할아버지는 농사를 지으셨어요? 음. 응, 벼농사도 짓고 소도 키우셨지. 이곳은 정말 조용하고 평화롭네요. 시간도 천천히 가는 것 같고요. 시골이 도시보다는 여유가 있지. 하지만 전 활기찬 도시가 좋아요. 시골 생활은 좀 따분하지 않아요? 글쎄, 어렸을 땐 물고기도 잡고 수영도 하면서 시간 가는 줄 몰랐어. 그래도 편의시설이 별로 없어서 많이 불편할 거예요. 도시 생활이 편하긴 하지만 나이가 들면 들수록 고향이 그리워져. 아, 여기가 아버지가 늘 그리워하시던 고향집이군요. à, uh, ra là ra là đây là ngôi nhà mà bố rất nhớ về quê hương. 그래 고등학교 때까지 할아버지와 살았던 집이야. đúng rồi, đúng vậy. À, uh, đến lúc học xong cấp 3 thì đây là ngôi nhà mà bố đã sống cùng với ông nội. 할아버지는 농사를 지으셨어요?

Nơi này thực sự là yên tĩnh và thanh bình. 시간도 천천히 가는 것 같고요. 이곳은 à, 정말... và thời gian này cũng uh, chậm chậm trôi. Chúng ta nghe lại. 이곳은 정말 조용하고 평화롭네요. 시간도 천천히 가는 것 같고요. Nơi này thực sự là yên tĩnh và thanh bình. 시간도 시골이 도시보다는 여유가 있지. 농촌이 비 당연히 안 하지만 전 활기찬 도시가 좋아요. 시골 생활은 좀 따분하지 않아요? con thì thích cái đô thị mà tràn đầy sức sống nhưng mà con thì thích đô thị tràn đầy sức sống. Uh, sống ở nông thôn thì bố có không thấy buồn tẻ sao? 글쎄. 어렸을 땐 물고기도 잡고 수영도 하면서 시간 가는 줄 몰랐어. 내가 보면 nào. Khi còn nhỏ thì À, bắt cá và bơi vừa bắt cá vừa bơi nên uh, vừa bắt cá và bơi lội nên không biết thấy thời gian trôi đi như thế nào cả. 그래도 편의 시설이 별로 없어서 많이 불편할 거예요. Cho dù như vậy nhưng mà vì không có những trang thiết bị hiện đại thì chắc là cũng rất là bất tiện. 그래도 편의 시설이 별로 없어서 할 도시 생활이 편하긴 하지만 나이가 들면 들수록 고향이 그리워 Tuy rằng ở, ở đô thị cuộc sống rất là thoải mái nhưng nếu mà lớn tuổi thì càng lớn tuổi càng nhớ về quê hương và bây giờ chúng ta sẽ uh, trở về và chúng ta trở về cái hình ảnh của đoạn hội thoại và chúng ta sẽ nghe toàn bộ đoạn hội thoại từ đầu. Những cái đoạn hội thoại như thế này chúng ta nên cùng với một bạn khác học thuộc từng vai và chúng ta kết hợp đóng vai. Như thế chúng ta hiệu quả của chúng ta học tiếng Hàn sẽ rất là rất là lớn. mời các bạn cùng nghe. 여기가 아버지가 늘 그리워하시던 고향집이군요. 그래. 고등학교 때까지 할아버지와 살았던 집이야. 할아버지는 농사를 지으셨어요? 음. 응, 벼농사도 짓고 소도 키우셨지. 이곳은 정말 조용하고 평화롭네요. 시간도 천천히 가는 것 같고요. 시골이 도시보다는 여유가 있지. 하지만 전 활기찬 도시가 좋아요. 시골 생활은 좀 따분하지 않아요? 글쎄, 어렸을 땐 물고기도 잡고 수영도 하면서 시간 가는 줄 몰랐어. 그래도 편의시설이 별로 없어서 많이 불편할 거예요. 도시 생활이 편하긴 하지만 나이가 들면 들수록 고향이 그리워져. <놀람> Và chúng ta cũng có thể so sánh giữa đô thị và nông thôn hoặc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về cái môi trường, đó là về cái hoan kiêng. Hoặc chúng ta so sánh về kiêu dục, đó là về vấn đề giáo dục. Thêm nữa, về xe hoan bi, xe hoan bi ở Hàn Quốc hoặc xe hoan bi ở Việt Nam như thế nào. Tiếp theo, hoặc là chúng ta so sánh giữa đô thị và nông thôn ngay ngay tại Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo, đô đi hoặc là buôn hoa xe hoa, những cái trò chơi hoặc là những cái vấn đề về văn hóa hoặc là chúng ta so sánh những cái yếu tố khác nữa giữa thành thị nông thôn nông thôn hoặc Việt Nam với Hàn Quốc hoặc một số nước khác. À, chúng ta sang phần tiếp theo trong phần bài học ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần ích kỳ. Phần ích kỳ này tôi sẽ uh, bật bài nghe hai lần và các bạn sẽ lựa chọn đáp án đúng và ở lần thứ ba thì tôi sẽ bật đáp án cho các bạn chọn và các bạn lựa chọn xem đáp án của mình có trùng với uh, đáp án của chúng tôi hay không. Bây giờ xin mời các bạn vào phần nghe. Chả thực 질문에 답하세요. 고구마 좀 쪄왔는데 드셔 보세요. 제가 직접 키운 거예요. 이걸 직접 키웠다고요? 네. 얼마 전에 조카들하고 심었던 고구마인데 생각보다 잘 자랐어요. 아파트에 산다고 들었는데 어디에서 고구마 농사를 지었어요? 요즘 집 근처에서 하는 주말 농장 프로그램에 참가하고 있어요. 주말 농장이요? 그런 곳이 있어요? 네. 은퇴 후에 시골에 가서 살 준비를 하는 사람들이나 저처럼 농사를 짓고 싶어 하는 도시 사람들이 농사도 배우고 직접 키워보기도 하는 곳이에요. 농사를 지어보니까 어때요? 배우면 배울수록 더 어려운 것 같아요. 하지만 도시에 살면서 자연을 느낄 수 있어서 참 좋아요. 그동안 쌓였던 스트레스도 풀리는 것 같고요. 그래요? 그런데 저처럼 도시에서만 살던 사람도 농사를 지을 수 있을까요? 물론이지요. 저하고 같이 주말 농장을 하는 사람들도 대부분 농사 경험이 없어요. 처음에는 좀 힘들겠지만 직접 심은 채소가 크는 걸 보면서 보람을 느낄 수 있을 거예요. 이번 주말에도 주말 농장에 가니까 시간 되면 놀러 오세요. 그럼 그럴까요? 구경해 보고 싶은데요. 아, đây bạn này bạn đang mời cái anh này ăn cái khoai mà chính là bạn này bạn chồng ở trong một cái nông trang mà cái nông trang này nó là cái chương trình dành cho những người mà sau này về hưu mà muốn đi về quê sinh sống để chuẩn bị, đặc biệt là những người ở đô thị chưa bao giờ từng làm nghề nông, thì bạn này bạn rất tò mò và bạn ấy uh, cô gái này bạn ấy cô gái cô ấy đã giới thiệu cái nông trang đấy và cái chương trình đấy là như thế nào và bạn này bạn rất tò mò và bạn ấy cũng muốn đi xem thử và chúng ta sẽ nghe lại lần thứ hai. Chả được rồi. 질문에 답하세요. 고구마 좀 쪄왔는데 드셔보세요. 제가 직접 키운 거예요. 이걸 직접 키웠다고요? 네. 얼마 전에 조카들하고 심었던 고구마인데 생각보다 잘 자랐어요. 아파트에 산다고 들었는데 어디에서 고구마 농사를 지었어요? 요즘 집 근처에서 하는 주말 농장 프로그램에 참가하고 있어요. 주말 농장이요? 그런 곳이 있어요? 네. 은퇴 후에 시골에 가서 살 준비를 하는 사람들이나 저처럼 농사를 짓고 싶어 하는 도시 사람들이 농사도 배우고 직접 키워보기도 하는 곳이에요. 농사를 지어보니까 어때요? 배우면 배울수록 더 어려운 것 같아요. 하지만 도시에 살면서 자연을 느낄 수 있어서 참 좋아요. 그동안 쌓였던 스트레스도 풀리는 것 같고요. 그래요? 그런데 저처럼 도시에서만 살던 사람도 농사를 지을 수 있을까요? 물론이지요. 저하고 같이 주말 농장을 하는 사람들도 대부분 농사 경험이 없어요. 처음에는 좀 힘들겠지만 직접 심은 채소가 크는 걸 보면서 보람을 느낄 수 있을 거예요. 이번 주말에도 주말 농장에 가니까 시간 되면 놀러 오세요. 그럼 그럴까요? 구경해 보고 싶은데요. 자, 이제 chúng ta sẽ so s 이래는 각 다반의 빨리, 그리고 우리가 잘 듣고 질문에 답하세요. 고구마 좀 쪄왔는데 드셔보세요. 제가 직접 키운 거예요. 이걸 직접 키웠다고요? 네, 얼마 전에 조카들하고 심었던 고구마인데. 생각보다 잘 자랐어요. 아파트에 산다고 들었는데 어디에서 고구마 농사를 지었어요? 요즘 집 근처에서 하는 주말 농장 프로그램에 참가하고 있어요. 주말 농장이요? 그런 곳이 있어요? 네. 은퇴 후에 시골에 가서 살 준비를 하는 사람들이나 저처럼 농사를 짓고 싶어하는 도시 사람들이 농사도 배우고 직접 키워보기도 하는 곳이에요. 농사를 지어보니까 어때요? 배우면 배울수록 더 어려운 것 같아요. 하지만 도시에 살면서 자연을 느낄 수 있어서 참 좋아요. 그동안 쌓였던 스트레스도 풀리는 것 같고요. 그래요? 그런데 저처럼 도시에서만 살던 사람도 농사를 지을 수 있을까요? 물론이지요. 저하고 같이 주말 농장을 하는 사람들도 대부분 농사 경험이 없어요. 처음에는 좀 힘들겠지만 직접 심은 채소가 크는 걸 보면서 보람을 느낄 수 있을 거예요. 이번 주말에도 주말 농장에 가니까 시간 되면 놀러 오세요. 그럼 그럴까요? 구경해 보고 싶은데요. 이제 우리는 2번의 대화2을니다 여러분 안녕하세요. 저는 지금 7, 80년대 서울의 모습 전시회에 나와 있습니다. 어린이날을 맞이해서 아이들과 함께 온 가족들이 많이 보이는데요. 잠시 이야기를 나누어 보겠습니다. 오늘 전시회에 와보니까 어때요? 부모님이 어렸을 때 살았던 동네를 사진으로 보니까 기분이 이상해요. 보면 볼수록 신기하고요. 또, 청계천의 옛날 모습이 지금하고 하도 많이 달라서 깜짝 놀랐어요. 청계천이 차가 다니던 도로였다는 게 상상이 안 돼요. 그렇군요. 부모님들이 어렸을 때 했던 놀이를 아이들에게 가르쳐 주는 것도 있는데요. 한번 가보겠습니다. 아버님, 열심히 팽이치기를 하고 계신데요. 오늘 전시회가 어떠셨어요? 우리가 어렸을 때 자주 하고 놀았던 놀이를 아이들하고 같이 해볼 수 있어서 정말 좋았어요. 그동안 잊고 있었던 추억들이 생각나서 다시 어렸을 때로 돌아간 것 같아요. 하도 재미있어서 시간 가는 줄 몰랐어요. 네, 감사합니다. 이번 전시는 5월 한달 동안 계속된다고 하니까 가족들과 특별한 추억을 만들고 싶으신 분들은 꼭 오셔서 관람하시기 바랍니다. 지금까지 리포터 김현정이었습니다. và chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại này, đoạn uh, phòng đoạn phóng viên này bạn ấy đi thăm cái triển lãm và chúng ta sẽ nghe lại lần thứ hai. 여러분 안녕하세요 저는 지금 7 80년대 서울의 모습 전시회에 나와 있습니다 어린이날을 맞이해서 아이들과 함께 온 가족들이 많이 보이는데요 잠시 이야기를 나누어 보겠습니다. 오늘 전시회에 와보니까 어때요? 부모님이 어렸을 때 살았던 동네를 사진으로 보니까 기분이 이상해요. 보면 볼수록 신기하고요. 또, 청계천의 옛날 모습이 지금하고 하도 많이 달라서 깜짝 놀랐어요. 청계천이 차가 다니던 도로였다는 게 상상이 안 돼요. 그렇군요. 부모님들이 어렸을 때 했던 놀이를 아이들에게 가르쳐 주는 곳도 있는데요. 한번 가보겠습니다. 아버님, 열심히 팽이치기를 하고 계신데요. 오늘 전시회가 어떠셨어요? 우리가 어렸을 때 자주 하고 놀았던 놀이를 아이들하고 같이 해볼 수 있어서 정말 좋았어요. 그동안 잊고 있었던 추억들이 생각나서 다시 어렸을 때로 돌아간 것 같아요. 하도 재미있어서 시간 가는 줄 몰랐어요. 네, 감사합니다. 이번 전시는 5월 한달 동안 계속 된다고 하니까 가족들과 특별한 추억을 만들고 싶으신 분들은 꼭 오셔서 관람하시기 바랍니다. 지금까지 리포터 김현정이었습니다. viên Kim h y u n cái lễ hội uh, diễn ra trong suốt một tháng là cho thứ nhất là về những uh, hình ảnh của những thập niên 70, 80 của Seoul và ngoài ra thì uh, bạn ấy đã phỏng vấn hai người, một người là nữ và một người là nam, người nữ là người hiện đại và một người là nam là đang chơi đang hướng dẫn con cái cái, 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 cái chơi trò chơi Cái, uh, 여러분 안녕하세요. 저는 지금 7, 80년대 서울의 모습 전시회에 나와 있습니다. 어린이날을 맞이해서 아이들과 함께 온 가족들이 많이 보이는데요. 잠시 이야기를 나누어 보겠습니다. 오늘 전시회에 와보니까 어때요? 부모님이 어렸을 때 살았던 동네를 사진으로 보니까 기분이 이상해요. 보면 볼수록 신기하고요. 또, 청계천의 옛날 모습이 지금하고 하도 많이 달라서 깜짝 놀랐어요. 청계천이 차가 다니던 도로였다는 게 상상이 안 돼요. 그렇군요. 부모님들이 어렸을 때 했던 놀이를 아이들에게 가르쳐 주는 것도 있는데요. 한번 가보겠습니다. 아버님, 열심히 팽이치기를 하고 계신데요. 오늘 전시회가 어떠셨어요? 우리가 어렸을 때 자주 하고 놀았던 놀이를 아이들하고 같이 해볼 수 있어서 정말 좋았어요. 그동안 잊고 있었던 추억들이 생각나서 다시 어렸을 때로 돌아간 것 같아요. 하도 재미있어서 시간 가는 줄 몰랐어요. 네, 감사합니다. 이번 전시는 5월 한달 동안 계속된다고 하니까 가족들과 특별한 추억을 만들고 싶으신 분들은 꼭 오셔서 관람하시기 바랍니다. 지금까지 리포터 Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Các bạn có làm đúng không ạ? Và tôi bổ sung thêm nữa cái phần nói của cái phần nghe này. Cái phần uh, nội dung của nói ạ thì ở phần cuối sách số 3 a à, số 3 b thì chúng ta đều có cái nội dung này và chúng ta có thể là tham khảo từ phần nội nội dung ở đằng sau này cũng được không vấn đề gì cả chúng ta tìm hiểu trước về nội dung sau đó chúng ta sẽ nghe thì cái hiệu quả nghe của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều chúng ta sang phần tiếp theo và tiếp theo chúng ta có phần ikki ý là phần đọc phần đọc trong phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc và có một số cái từ vựng trong phần này cần giải thích đầu tiên là tokicharu đây là cái cán dìu sotta đây là mục namukun là tiểu phu namukun hata là đốn củi tungkun là cái động patok patokun tuta đây là chơi cờ vây và nát tà đó là cũ và đây chúng ta có uh, thêm nữa đó là xin sơn xin sơn từ đề phó tục từ xin sơn là thần tiên uh, cái nội dung đoạn này thì uh, ngày xưa là có một ông tiểu phu lên trên rừng đốn củi và thấy một cái hang thì mới đầu trong tối xong thì cứ đi vào mới đầu cửa hang nhỏ xong cứ vào trong hang thì rộng dần và có ánh sáng và thấy ở bên trong là có hai ông cụ đang chơi uh, cờ vây và sau khi xem uh, cờ vây một lúc thì uh, ông này nhớ ra là phải về nhà thì cầm cái cán rìu cầm cái dìu lên và cái cán rìu đã bị mục rồi thì uh, sau khi đi về nhà thì cầm một cái rìu không và sau khi đi về nhà thì uh, cái uh, đã thấy cái cây nó phát triển to rồi và hỏi những người xung quanh thì đều không biết cái tên mình là ai và gặp một người gọi là cháu gọi mình bằng ông nội, bằng bằng ông uh, cụ tổ thì uh, um, tức là mình đã rất là già thì sau khi tìm hiểu thì cứ xem thời gian à, sau khi tìm hiểu thì uh, cái uh, việc xem cái, cái uh, ván cờ đó thì đã trôi qua 100 năm rồi. Thì đấy các bạn uh, theo cái nội dung như vậy và chúng ta sẽ chọn những đáp án đúng cho phù hợp. và đây là cái đáp án đúng cho cái bài đọc này. Và các bạn uh, nghiên cứu và các bạn uh, sẽ uh, cùng với tôi sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần văn hóa. Văn hóa ở đây hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là tiết trời của Hàn Quốc. Đầu tiên là chúng ta có ờ uh, ipjul. Đây là lập xuân. Thứ hai là Hachi là hạ chí chu đây là lập thu và tung chi là đông chí thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái đầu tiên là vào mùa vào cái ngày lập xuân ấy thì là ngày bắt đầu của mùa xuân thường là bắt đầu khoảng độ ngày mùng 4 tháng 2 và người ta có cái ý nghĩa đó là mong muốn là cái cái ngày lập xuân ấy thì để mong muốn cho cái một năm mới có nhiều may mắn thì ở trước cửa người ta thường viết và dán cái chữ là ip chun teki đấy là uh, cái may mắn vào qua cửa lớn tiếp theo về hạ trí về ngày uh, hạ trí thì là một năm là cái ngày mà có thời gian ban ngày dài nhất trong năm, thường vào thường là vào ngày 21 tháng 6. thì ngày xưa ấy, thì ngày hạ trí thì uh, là cái ngày mà ngày dài nhất và cái ngày đó là ngày không mưa và để cầu mưa thì người ta làm cái đàn cầu mưa, kioke, chê. Uh, lập đàn cầu mưa. Tiếp theo lập thu thì Pam uh, qua nát là cái ngày uh, nó thường vào cả ngày 24 tháng 9 và vào cái ngày này thì cái thời gian ban ngày và thời gian ban đêm là bằng nhau và đây là cái mùa thu hoạch của ngũ cốc trong một năm. Tiếp theo ngày Đông chí là ngày khoảng độ 22 hoặc ngày 23 tháng 12 và đây là cái ngày đêm có cái đêm dài nhất trong năm và ngày ngắn nhất trong một năm và ở ngày này thì người ta ăn cháo đậu đỏ để cho để đuổi đi những cái vận khí xấu vào ngày Đông Chí này đấy là tôi đã giải thích qua một số cái ý nghĩa và cái ngày tiết khí tiết trời của Hàn Quốc thì ở Việt Nam cũng có uh, lập xuân hạ chí lập thu và đông chí ở Việt Nam cũng có và chúng ta ở Việt Nam lại không để ý nhiều với cái nội dung ý nghĩa như thế này và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó là phần phát âm phát âm ở đây chúng ta sẽ có yum hòa apium à, hòa và chúng ta sẽ xem cái quy tắc của nó nếu mà phát chim là n mà đại bộ phận các trường hợp là r thì sẽ là sẽ n sẽ được phát âm thành r nếu mà phát chim là n phát chim là r đằng sau thì cũng là phát âm là l. Thì ở đây chúng ta có chú ý đó là cứ n hoặc l đằng sau nó ngay lập tức đằng sau có phát chim là l hoặc là là r thì đầu phát âm là rr. Ở đây chú ý là hallasan <laughs> 이제 우리가 편리. 아이가 혼자서도 잘놀아요잘놀아요 들어보세요. 1. 교통이 편리해요. 2. 아이가 혼자서 잘 놀아요.

읽는 게 있어야 얻는 것도 있지요. 3. 연락처 좀 적어 주세요. 4. 지하철이 버스보다 편리해요. 5. 이 사진 잘 나왔네. Các bạn chú ý như vậy. Và bài học Bài số 14. Trung tâm Hàn ngữ Seoul, Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ. À, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với thầy Hoàng Sơn Trường để giải đáp những thắc mắc trong chương trình học. À, các bạn à, ở tại Hàn Quốc hoặc ở tại Việt Nam chúng ta đều có thể học được chương trình này theo giáo trình Seoul 3B. À trân trọng hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một bài học vui vẻ, bổ ích và hiệu quả.